tại thành phố Đà Nẵng và Hội An, một nhóm bạn trẻ đã sáng tạo và cho ra đời một loại bánh mì mới độc đáo mang tên bánh mì yêu nước. Những chiếc bánh mì không chỉ tạo ấn tượng đối với người dân và du khách, mà còn là những suất quà tặng miễn phí, ấm tình người đối với những người lao động khó khăn. Hơn một tháng qua, người dân và du khách ở Đà Nẵng bắt đầu biết đến bánh mì yêu nước. Một loại bánh mì không chỉ ngon mà còn mang nhiều thông điệp thiêng liêng. Sau một thời gian về ảnh hưởng của dịch Covid và bão lũ ở miền Trung ấy, thì bọn em muốn có một cái thông điệp đến với tất cả mọi người mà thông qua những chiếc bánh mì mang màu sắc cờ đỏ sao vàng để muốn động viên tinh thần của toàn thể người dân miền Trung hoặc là toàn thể những người dân Việt Nam mình cố gắng kiên cường để chống lại bão lũ, dịch bệnh, thiên tai. Em cảm thấy là chất lượng bánh mì rất là ngon, từ màu sắc, hình dáng tới lại những cái nguyên liệu ở trong đó thì cảm thấy rất là tươi và nó được làm từ những thành phần thiên nhiên. Với lại là ở bên này thì nó có một cái thông điệp rất là ý nghĩa là các bạn vừa đây vừa bán nhưng mà vừa cũng là hỗ trợ giúp đỡ cho những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Kể từ khi bánh mì yêu nước có mặt ở Đà Nẵng và Quảng Nam, cũng đã giúp hàng trăm lượt người lao động khó khăn trên địa bàn có thêm những bữa ăn miễn phí khiến họ cảm thấy ấm lòng hơn. Tôi đi ve chai, cô đi qua ra là thấy họ phát bánh mì miễn phí, là họ phát bánh mì miễn phí, anh em ai mà khó khăn thì vô đây người ta giúp đỡ phát bánh mì miễn phí buổi sáng. Hiện tại ngoài việc đều đặn ngày 2 buổi vừa bán bánh mì vừa làm từ thiện, nhóm bạn trẻ quyết định trong thời gian tới sẽ phát bánh mì vào buổi tối cho những người vô gia cư và những người làm việc ban đêm trên địa bàn nhằm chia sẻ phần nào những khó khăn với cộng đồng.